chào các bạn, mình là Ăn Chay. Hiện tại thì mình đang ở Long An. Long An là một vùng đất có rất nhiều người ăn chay, vì thế món chay ở đây cũng rất đa dạng và đặc trưng riêng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn dân dã miền Tây mà hiện nay hiếm người nào biết và nếm được. Đó là món cháo bồi môn chay. Đây là món đặc sản cây nhà lá vườn và mỗi nơi sẽ có cách chế biến khác nhau. Và đây là cách nấu cháo bồi môn chay của nhà mình. Cùng khám phá với mình nha. Mời cả nhà dùng cháo bồi nha. Nhà của dì mình, đây là nhà dì mình. Dì mình cũng là một người ăn chay và nấu các món chay rất là ngon. Hôm nay dì sẽ nấu cho mình ăn cái món là canh cháo bồi chay. Sẽ có nhiều bạn sẽ thắc mắc là không biết canh cháo bồi chay là cái món gì mà chưa từng nghe tới, hoặc là nấu từ cái nguyên liệu gì. Thì hôm nay các bạn sẽ biết cái món này là cái món gì và được nấu như thế nào nha. Hôm nay dì của mình sẽ nấu canh cháo bồi chay từ những cái nguyên liệu ở nhà của dì mình trồng được. Cái nguyên liệu chính của nó là một cái loại môn. Người dân ở đây thường gọi là môn ngọt, là một cái loại môn trồng ở dưới nước chứ không phải là cái môn trồng ở trên đất để lấy củ, cho nên nó rất là đặc biệt. Nhà dì mình có trồng nguyên một cái vườn đậu bắp luôn, rất là tuyệt vời luôn. Một lát mình sẽ dẫn các bạn đi hái cây môn nha. Đây là nguyên một cái vườn đậu bắp luôn, quá đã luôn. Còn ở đây là mướp, nguyên một cái vàng mướp ở dưới này, nó sắp tàn rồi, nó cũng ăn được quá trời trái rồi. Bây giờ mình đi theo dì của mình đi hái đậu bắp nha. Đậu bắp trồng mấy cây á trên đường vô nhà nè. Đậu xịt thuốc. Mình lấy đầu mình bọc nó lại một kề trời cho nó đeo. Vậy mình cây kế qua nào. Đậu bắp sạch nè. Đậu bắp đã quá. Từ lúc trồng cho tới lúc mà nó ra trái mình hái là khoảng bao lâu mọi? 45 ngày. 45 ngày. Hồi đem đậu bắp lên thì còn ăn. Dạ, cho con mấy trái rồi mọi người, con ăn không có hết đâu. Bắp hoa đậu bắp. Đẹp quá. Ôi da. Nấu cái món này mình cần phải có măng nè. Đây là măng gì vậy Út? Mười. Măng mảnh tông hay măng tre bình thường? Đây là măng nhà luôn đó. Người phụ nữ lực điền. Trời, mấy cái măng ngon quá. Quá đã luôn. Đó, cây nhà lá vườn nha. Đấy, bây giờ mình theo dựng người mình đi hái môn nha. Đây là một cái loại môn ngọt. Đi vô những cái luống đậu bắp. Đậu bắp này là mới trồng. Mới trồng hái gì mọi. Dạ được. Mày mang dép đó. Mang dép nãy trơn mà. Trơn. Này môn lấy cũ nè. Quá trời gió ốc luôn. Đây là mấy cây môn ngọt nè. Cái mấy cái hạt, mấy cái ngọn non hả mười? Nó ăn hết nguyên bụi. Ăn hết nguyên bụi. Rồi lấy cái bẹ nè. Chưa, ta cắt hen. Dạ. Này con quay 10 cắt nè, cho 10 làm lý thử thách. Đây là mấy cây môn ngọt nè, nó mọc ở dưới nước dưới đìa. Thì đúng cái này thịt nè. Dạ. Rồi vô mình rửa ráy rồi thôi, hết cái mũ rồi không có ngứa. Cái này mình để nó tự nó mọc lên hả mọi? Cái này nó có củ không mà? Nó có củ chứ. Nó có củ rồi nó sinh sản rồi hoài, nó đẻ con hoài. À, nhưng mà củ á mình ăn được không mọi? Được. Bình thường ăn cũng ngon, bình thường. Ngó nó ăn bình thường. Nó giống như cái môn kia không mọi? Giống.
cũ nó cũng vậy đó, mình nấu cháo rồi nó lấy cũ nó cũng được nè. Mà thường thường ta để cũ cho nó sinh sản ra mình ăn bẹ nè, bẹ nó ngọt hơn ngọt. Dạ. Trời nấu chay luôn. À, cái môn này cái dịch tiết của nó ra gây ngứa cho nên là phải cẩn thận. Cái mũ ngứa. Mũ ngứa hả mười? Đây, vậy. Dạ, mười đi trước rồi. Đây, sẵn có cây, cây có bắp chuối nè. Ôi, quá trời môn luôn, này cũng dựng mười trồng hả dựng mười? Quá trời môn luôn, này. Môn này để đậm trồng để lấy củ nè. Dạ được. Đi về. Để làm món này á, ngoài cái môn ngọt, môn nước hồi nãy mình đi hái ra thì mình sẽ có đậu bắp hồi nãy mới hái nè. Nấm rơm với lại đậu hũ với lại hũ kia chiên. Bây giờ mình sẽ gập nấm rơm trước rồi một lát gì mình sẽ chế biến cái môn ngọt như thế nào rồi cho các bạn thấy nha. Nấm thì mình gọt mình bỏ cái chân ra. Nguyên liệu này thì ở đâu cũng có. Bây giờ dì mình sẽ sơ chế môn với lại xả. Nấu món này phải có xả hả mọi? Xả mình làm muối xả ăn thôi chứ không có bỏ trong môn, trong cá cháo. Vậy là lấy hồi mười làm muối xả luôn phải không? Ừ. Mày xả nhà chồng mới nhỏ à? Ừ. Mặn thì muối xả này ăn cũng ngon. Cái môn này là mình rửa bên ngoài không có tước hả mười? Không. Cái vỏ bên ngoài ăn là tốt lắm á. Vỏ bên ngoài mới tốt hả mười? Môn này đâu có thuốc gì đâu. Môn này môn mọc tự nhiên nè. Ừ. Môn này nó ngon lắm, cái môn mọc màu trắng không mười? Ừ. Đó, nãy cắt vô được một lọn như vậy nè. Lâu lắm rồi nha, ăn cá bò. À, xin lại ăn nha. Chị hồi kia chỉ trời ơi nay mười mấy năm rồi không ăn cá bồi. Bữa nào vô nấu cho chị ăn với nha. Hồi xưa nhớ ở bên mẹ có ăn thôi chứ. Nhờ ngoài chợ cũng đâu có bán cái môn này đâu hả mười? Ngoài chợ hả? Chợ có bán không? Có bán đó. Chợ mình có bán chứ mà cũng hiếm á chứ hiếm không lắm. Nhiều người ta không biết ăn á. Ừ. Riết rồi cái món này lụi luôn không không ai biết ăn. Quê là cũng đã biết ăn cái bồi môn á. Món này món đồng quê Long An nè. Thành thị làm gì biết món này. Ừ. Món này mặn là người ta bỏ gì vô mà? Mặn thì cua. À, mặn người ta bỏ cua đồng. Cái nước cua đồng á, thì thắm lại, xào lại. Cua đồng với tép không? Tép. Tép rong mình đó. Tép mà hoặc là ốc cũng được nữa. À. Hoặc thịt vịt. Vịt, thịt gà. Nấu lương cũng được, còn mình chai thì cứ nắm thôi. Mười rửa vậy có bị ngứa tay không mười? Không. Củ môn mới bị ngứa thôi chứ như này ngứa. Dựng mười nãy nó ngứa. Lấy thêm đậu bắp nấu đi. Gì thiếu chứ đậu bắp nè, mình mâm. Sao giống mấy trái già quá trời. Non. Non hả? Nó bự dưới vậy ta. Non. Phải nó không được đẹp thôi. Mười nói sao? Cái môn này ăn có lợi gì? À, ăn môn mày lại tiểu hả? Ừ. Có vị thuốc ha. Thôi mình cắt khúc ra vậy nè. Ngon, ngon. Ừ. Môn nó canh chua nữa hả mười? Canh chua được hết. Ngon hơn bạc hà. Luộc cũng được nữa. Luộc chấm đồ ăn. Chấm chao cũng được, chấm gì cũng được. Mắm nêm cũng được. Tương cũng được. Này. Mà cái vị đại quá thì nó cũng cũng ghê ha. Quá tốt. Măng vừa hái mà sau nhà luôn á, rất là tươi và ngon. Mẹ mới lên nói rồi hả? Sao?
giờ mình bào mỏng ra mình làm nhớ như gì nữa mời? Luộc đó, luộc. Mình luộc cho nó ra luộc chất độc. Ra chất độc. Bây giờ mình bỏ mồm vô nồi mình nấu. Đổ nước vô luộc. Quá trời nhiều luôn, nấu hết nồi không mời? Luộc. Luộc xuống hả? Vậy chứ nó xìu. Ở dưới quê mình hay nấu lò than kiểu như vậy nè các bạn. Này cho bao nhiêu nước mời? Bỏ vô chút xíu muối cho nó thấm mồm. Muối trước đi. Thì để nó sôi rồi mình bỏ rồi bắt vô. Nó muốn này là nó muốn nước. Nó tự nó mọc quá trời luôn, mọc đầy ao luôn. Thường thường ở dưới quê người ta thường lấy cái rau muống này cho gà, cho vịt ăn nè. Các bạn thấy cái này là gì? Thấy cái này biết này là gì không? Đậu hũ này hồi mình làm gì mời? Mình chiên rồi nó sắc nhuyễn ra, bỏ vô xào, bỏ vô trắng. Vậy chứ trở phải đẹp đâu. Để cái tay cho điệu lên coi, để cái tay cầm đũa cho điệu điệu cái coi. Vậy là đủ điệu chưa? Bây giờ đậu hũ mình chiên rồi, giờ mình sẽ sắc sắc nhuyễn ra nha. Sắc cái lát mỏng như vậy nè. Cái ghế chứ không phải là em sắc mạnh. Ra là vậy ha. Tay hoàn cảnh. Bữa nay có phụ bếp xinh đẹp. Hello. Đầu bếp này mấy năm rồi đầu bếp? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi ha. Năm rồi trong vòng một nhà. Nè nó sôi rồi mình bỏ vô nha. Nó bắt vô nè. Ồ cái mô này nó xìu xuống luôn rồi. Nãy nó đầy cái nồi bây giờ nó xìu xuống. Xong cái mình bỏ vô. Rang sẵn. Bỏ vô nồi chiên không dầu á. À vậy là mà mình nấu không có nồi chiên không dầu mình rang bằng chảo. Nó lẹ lắm, lẹ nở lắm. Vậy mình dùng một chén mình bỏ vô đây. Chén lưng à. Đó. Đã cháo thì phải có gạo nha các bạn. Thấy ngộ chưa? Mình hầm nãy giờ chắc cũng được 15 phút rồi đây. Nó sôi. Đây mình đang luộc măng đây. Vậy là luộc xong hả rồi? Ừ. Nó ra cái nước dạng thè luôn hả? Chứ là mình rửa lại nữa. Rửa lại. Cho mình xíu dầu vô chảo nè. Cái này cho hết vô luôn hả mày? Hết luôn rồi. Mình múc ra miếng hồi nè. Nó xong rồi đổ lên mặt á. Dạ. Nhớ ra miếng hồi mình để trên mặt cháo á. À. Còn như mình xào. Nên lắm. Chút xíu đường. Đường ngon có cho đậu hũ vô luôn. Thơm quá. Cho xíu đi mọi người để bỏ lại. Nấu nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó. Nó mềm đục luôn. Ồ, hấp dẫn rồi đó. Phải mang vô luôn hả mọi người? Đặt thơm rồi. Đặt thêm nước. Thêm nước. Ra vườn mình hái lá gừng. Món này mình phải nêm lá gừng.
nó mới thơm và ngon. Đây là một cái gia vị nêm vô cùng đặc trưng của cái món này luôn. Có một cây gừng duy nhất ở nhà đây. Hên quá, nó mọc một cây duy nhất để có mà hái. Nếu không có thì chế cũng được. Nếu mà không có thì bỏ lá gì mọi? Bỏ hành hay là gì cũng được. À, nhưng mà có lá gừng là mới đúng bài của nó phải không? Lá gừng là đúng bài. Hên quá, lá gừng nó thơm cực kỳ luôn á. Cồi cọc lá gừng luôn. Hốt hết luôn. Hốt hết luôn. Bây giờ lá gừng mình cắt nhuyễn ra nha. Cái này phải khứa lại cái này nè, chứ nó dai lắm chứ không phải như hành. Đúng rồi, hành cái này nó dai. Thơm thì mình tắt xuống cái đồ, còn này tắt phải khứa nè cái này. Cái mò cái gừng này nó thơm quá. Đó, rồi. Đặc biệt cái món này là phải ăn với lại muối xả mới ngon. Bây giờ Mười sẽ hướng dẫn làm muối xả luôn nha. Muối xả chay 5 cây xả, 5-6 cây xả gì nè. 5-6 cây xả với lại một trái ớt hả Mười? Hay 2 trái. Mầm nhuyễn ra. Bỏ chừng nửa muỗng cà phê muối thôi. Nhiều quá nó mặn. Một muỗng cà phê muối. Nửa muỗng, hơn nửa muỗng thôi. Tí xíu bột ngọt thôi, nhiều người ăn thì bột ngọt thì bỏ cũng ăn thôi. À, xíu bột ngọt. Đường tùy theo cái vị của mọi người, nhiều người không thích đường nữa. Xíu cái đường. Rồi. Vậy là xong. Trống lên. Dễ hói hả Mười? Có nấu gì không? Không, dễ hói ha, ăn sống vậy luôn ha Mười. Wow, con tưởng là phải rang lên gì nữa. Không có rang. À, ăn sống vậy đó. Wow. Lần đầu tiên mới ăn món này, con chưa ăn món này bao giờ luôn. Là mình nêm lại cho vừa ăn nữa là xong rồi đó. Cho đây vô đây một xíu bột nêm. Nấu làm sao mà cái môn nó nát nhừ ra như vậy lắm. Vậy nó mới ngon. Đó, ngon môn đó, nó nát nhừ ra hết như vậy nè mới đạt nha các bạn. Wow. Ngon mà nó nát ra nhừ ra luôn. Nấm nè. Đây, bỏ chút hành phi vô. Tỏi phi vô. Có đắt tiêu gì nó không Mười? Ai thích ăn tiêu thì ăn tiêu được. Đây, thành cái giá bồi mòn. Xong rồi ha. Đây, hoàn tất. Ai muốn ăn tiêu thì rắc tiêu vào. Rắc tí tiêu vô luôn đi cho đủ bộ luôn đi. Đó, ô, hoàn thành xong rồi đó. Nó đẹp không? Cháo bò mình đã hoàn thành rồi, bây giờ mời các bạn ăn với lại cả nhà mình ha. Lâu lắm rồi mới được ăn canh cháo bò á, chắc cũng mười mấy hai chục năm. Sao nó nhả ra kì vậy? Đây là mình cho miếng muối xả. Cho miếng muối xả vô có không? Muối xả ngon nè. Thôi thôi, ngon quá. Ngon rồi. Này trúng nước muối xả chấm sốt. Ngon quá. Cháo bò ngon nha. Ngon quá Mười ơi. Ông cũng thèm thèm mà có mượn cả ai rồi nấu gì đấy gì. Ngon lắm luôn. Mời cả nhà dùng cháo bòi nha. Ok được. Mày món nó cũng xin quay nha. Các loại nguyên liệu nấu nó nhừ ra hết. Cháo cũng nhừ nè. Môn cũng nhừ luôn. Đây nó cũng nhừ, nó nát ra như thế này luôn các bạn. Rất là ngọt. Mọi thứ đều, những cái nguyên liệu nấu đều là những nguyên liệu tươi hái trong vườn. Mình ăn cái môn này á, nó không có mùi hôi mà nó cũng không có cái vị
vị tăng tăng hay giống như là bạc hà, mà hoàn toàn nó có một cái vị là vị ngọt, rất là dễ ăn, không phải nói là ngon luôn á, rất là thơm ngon luôn á. Rất là tiếc là nếu mà các bạn không có môn ở nhà để có thể nấu thử cái món này. Món này chỉ có ở dưới quê mới có thôi. Thực phẩm, ngay cả mình á, mình cũng lâu lắm rồi mình chưa được ăn cái món này luôn. Cũng khoảng mười mấy hai chục năm rồi, bây giờ mới ăn lại được cái món này đó. Mà các bạn biết là cái món này nó hiếm cực kỳ luôn. Và bây giờ ai mà lâu lắm rồi không được ăn cái món này á, sẽ rất là nhớ cái món này. Thì nhớ là vì không có cái nguyên liệu để nấu cái món này. Đặc biệt là phải có cái muối xả hồi nãy gì mình làm. Muối xả rất là đắt. Nguyên cái nồi canh cháo bồi còn quá trời luôn, mà muối xả thì hết, còn ở như đây. Tại vì cái món canh cháo bồi của quê mình nó quá đặc biệt đi. Nó quá ngon là nó quá đặc biệt à, cho nên là mình phải quay để cho các bạn biết cái món canh cháo bồi muôn là như thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tới. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ của mình gia đình. Bye bye, chào tạm biệt. Các bạn coi cảnh miền quê nè, đẹp tuyệt vời. Thấy có mấy con vịt.